đây luôn á. Ơi đây, cứ đá đấm như thế nó bắt được sao được. Bay ra bay chậm nhá, con đấy. Bay được đâu quả đấy. Bay được sân này, bay làm sao được sân này. Nó đá thế thì quả cố mà bay đầy ra được một quả. Quả này có sân tiêu chuẩn như mày. Cái này nó quá không đầy đâu thì nó phải đá trượt chứ. Quả này là sân sân ngon là bắt được anh ạ, sân này không bắt được. Hai thằng này hiếu quá coi nhỉ. Ôm bụng vài đây của đối phương bắt đầu chạm bóng. Hôm nay mà bản hit là thua là do chưa chạm bóng, đối như chạm bóng rồi thì cảnh sát đánh bóng cho đó thì sẽ là chậm. Còn Văn Sơn tin nên lừa thôi, bắt sao được. Nguyễn Văn Sơn chạy đà sút bóng thế thôi, đơn giản một nhảy nhót nhiều ở trên đồng. Nguyễn Văn Sơn biết bay nào, cần Văn Sơn chỉ cần nửa thôi mà cần gì. Và sút bóng rất kỹ thuật, rất nhẹ nhàng của Văn Sơn. Phải nói là hai cầu thủ thi đấu cho ở đây ra ngoài nhá. Tâm lý đe dọa đi Tuyền ơi. Chết bản lý. Phút ra ngoài đây. Phút ra ngoài thưởng cho nó 500. Thôi em nhắm mắt em sút ra ngoài. Sút ra ngoài. Tuyền tâm lý quá. Dán cái mặt lên đi lên đứng trước bóng dọa nó. Ra ngoài đây. Ra ngoài, ra ngoài. Thì Hồng ơi, người xuống đó. Không xuống thôi, xuống để chân này. Ôi giời, có cào nữa. Nóng rồi. Khó thấy đâu. Cà lừa ấy. Mà hít về năm nay sút tốt thế nhỉ, năm đám thống nhất năm thằng trước 4 mà năm nay đạt tốt thật đấy. Nó về luyện rồi. Đúng tâm lý rồi. Thằng ấy thủ môn bắt bùi bắt quăng bằng lưới nhỉ, khôn nhỉ. Đã bắt bằng nửa thằng hậu rồi, thằng hậu này bắt bằng nửa. Chấp luôn. Đánh tiền á? Chấp thế nào? À đánh hòa vời bảo tiền gì? Vào đâu còn này vào. Qua hai nhọt đá. Này nó sút xả rồi. Tâm lý biết. Chạy đà sút bóng. Chạy như chim nhờ. Đá tim tim chân với mắt này. Không bay thì có khi bắt được đấy. Thủ môn Trần Sơn tỷ số đang là 2-0. Các cầu thủ con này nó sút tốt. Đá những trận vòng ngoài trực tiếp là phải tập bắt pen nhiều đấy, tập từ đấy để đến vào hết phần rồi. Cái thủ thấy cái gì nữa. Ôi giời, trọng tài ơi, trọng tài ơi. Ôi giời, trọng tài ơi. Yêu cầu trọng tài đi. Làm ăn với lại chết. Chúng ta đi xem cái gì. Ở sân thì đang ghế quy định. Cô hồi đứng bên này bác cho xe gì ra đây. Xem con này xem nhìn thấy không? Đấy là được quả cắt ngay gì đâu. Cố lên em. Quay đi phim. Đấy rồi. Ê con cào. Quả ta chút bóng không quá hiền. Quả luôn đi. Văn Tuyển đã chạm tay vào bóng rồi. Nếu pha vừa rồi thì Văn Tuyển phải tung người tay người thì mới kịp. Anh đứng để bóng thì rất khó có thể cản phá và người thực hiện cú đá penalty cho đội Hưng Hà. Nó đá thứ ba này. Bọn này nó cứ đi ra hết này thì nên xem kiểu gì. Đáng cho bọn cổ động viên này thật nhờ. Không một cái thằng nào. Thế là phải ra gì ở đây thì nhìn thấy đâu. Đi ra làm gì ngoài này, sao mà đéo đuổi đâu. Thứ ba hai. Cô thì kế phải xem được xe máy ấy. Để cô ra ngoài xem. Ừ, đấy, ngồi đấy nhá, ngồi đây bắt xem. Anh em chút ạ.